Đây là cái khu mộ người ta mới lấy cốt xong rồi cả nhà. Còn cây cối này nọ rất là nhiều. Nếu nhìn thì mọi người cứ nghĩ nó giống như cây bình thường thôi, nhưng ở ngoài nhìn những cái tàn cây nó rất là lạ, nó khác lắm. Tâm linh đó ha. À. Thì nói chung thì bữa đó cũng đổ mấy bao đá ở ngoài cái khu mã kia kìa. Thì 5 bao mà đổ được là 3 bao, còn 2 bao nó chuẩn bị ginh đổ lúc đó là 4 giờ rưỡi hoặc 5 giờ cỡ đó. Thì nghe gió nó thổi cái ào thì mình cũng không biết nữa. Dòm tới dòm lui cái mình dòm mới qua cái hướng này xong xây hướng khác. Bắt đầu xây qua hướng đó thì thấy ổng tự dưới mộ ổng chui lên. Chui lên từ từ vậy á. Thấy từ dưới mộ mà chui lên luôn. Ừ, thấy từ dưới mộ mà ổng dạng mà đứng người lên vậy nè. Rồi. Mà ổng bự lắm. Xong thì cái lúc đó em thấy xong quản bỏ xe chạy luôn chứ đâu có quay lại nữa đâu. Kêu thằng em nó lên nó lấy chiếc xe. Là cái ngôi mộ nằm ở ngoài đây nè. Là cách đây sao mà xa lắm anh, ở ngoài cái cây cổ thụ ngoài á. Em nghe nói ở trên đây là có một cây cao lắm. Đúng rồi, cây cổ thụ, cây bự ở ngoài á. À, mà nghe các anh em khác làm đây kêu cây đó cũng có là nhiều cây vong, cây nhiều cây đó là cây cày, ai cũng biết hết á. Ai cũng biết hết à? Dạ, cây đó lâu lắm rồi, cây đó là ở đây từ đó giờ mà. Nó trước Nghĩa Trang luôn hay gì á, em cũng nghe mấy người lớn nói thôi à. Là cái chuyện là ông đó nói chung là ai cũng thấy hết á, chứ không phải riêng mình em. Cái ông mà anh thấy là ai cũng thấy luôn. Ừ, ba bốn người thấy á, chứ không phải mình em. Tại vì người ta thấy người ta không kể. Khi kể nhau ba bốn người xúm đợi kể là ai cũng thấy y như vậy. À, là có một sự đồng lập của mấy anh em làm là gần. Dạ, dạ. Là ai cũng khi thấy. Ngồi lại nói chuyện là ừ. Mình kể ra là mới đúng là có người này người thì thấy luôn. Đúng, ba người đều thấy hết á, chứ không phải riêng mình em. Còn ba cái chuyện thì ở trong đây thì nó kêu tên mình thì vẫn có, thì cũng thấy bóng qua lại bình thường thôi. Có khi giỡn tửng thì mình cũng bình thường mình làm thôi. Chứ là cái thời gian đó nó cách đây lâu chưa? Nói chung cái mùa thanh minh nào cũng vậy hết á, mùa thanh minh nào cũng có, mùa thanh minh nào là cũng thấy chuyện đó. Ừ, tại mình làm trong đây hàng ngày là mình phải thấy. Đi qua đi lại như vậy thì người ta cũng vẫn đi bình thường, thì mình vẫn làm bình thường, nó giống có gì hết. Em nghĩ chắc không có, tại ở giữa Nghĩa Trang này có cả 2.000 ngôi mộ mà. Thì đúng mà mình chỉ thấy bóng mập mờ thôi. Người ta không có ghẹo mình thôi là được rồi. Mình vẫn làm cho người ta đàng hoàng. Còn cái ông mà chui từ dưới mộ chui lên là anh thấy hình hài dọ của ông không? Hay là thấy... Bự anh, ông bự con lắm. Bự lắm hả? Ừ, tướng ông bự, bự vậy nè. Thì lúc lên hỏi người nhà người ta thì ông chết cũng bự. Ông mập lắm. Ông đó chết lâu chưa? Chết nay cũng 8-9 năm rồi. 8-9 năm rồi. Ngôi mộ cũng nằm ngoài ngay cái cây bự vậy á. Nằm ngoài cây bự luôn? Dạ. Cái cây đó là khi anh đi ra ngoài anh hỏi cái là người ta biết rồi. Mộ ổng là tên gì ạ? Em không biết ổng tên gì á, mà em chỉ biết mộ nằm ngoài thôi à. Tại có chữ qua, chữ biết, chữ không. Anh làm đây là chính xác được bao nhiêu năm rồi? Em cũng mới nhớ nữa, tại làm tới làm lui á. Lúc đi nhỏ đi với bà già. Xong rồi vô đây làm rồi, xong rồi nghỉ rồi đi tới đi lui vậy á. Không nhớ nhiều năm nữa. Mà lúc nhỏ là đi với bà già không. Nói chung gia đình làm ở trong đây không à. Gia đình mình luôn, cả gia đình luôn. Dạ, gia đình từ đó giờ làm trong đây. Còn mấy bà chị em thì bà chị em cũng vẫn thấy. Có mấy bà chị thấy mà mấy bà cũng kể cũng y vậy thôi. Thì cũng có xe chạy tới chạy lui vô mã vậy á. Mình cũng tưởng người ta cúng thì đứng dậy dòm thôi. Xong rồi cuối cùng cũng chạy vô ngay mã đó mắt thôi à. Thì nói chung mà nhiều người thấy lắm chứ không phải riêng một mình em. Coi như trong Nghĩa Trang này ai cũng thấy. Đây mình làm ở trong đây biết bao nhiêu cái ngôi mộ. Yeah. Đây là đa số mộ, mấy mộ này là mộ xưa, còn mấy mộ kia, mấy mộ kiểu này kiểu mới. Cái ngôi mộ này là cũng người ta cũng bỏ lâu rồi. Bỏ lâu rồi. Cũng năm 73. Năm 73. Không ai cúng hết á. Những cái dòng chữ trên đây là anh đọc được không anh? Không anh, em không có biết. Chữ biết chữ không đâu có đọc được đâu. Chắc cái thời đó do
có thể là sau hồ bệnh người ta đi Mỹ, người ta đi hết rồi, đi lâu quá thân nhân là cũng mấy luôn. Nói chung anh em hát thì cũng có người thấy. Có trường hợp nào mà kể anh nghe lại cái câu chuyện nào mà nó nhìn nó ghê không, ghê trong đây. Người ta thấy không à anh ơi? Thấy luôn á. Thì thấy bóng dáng đi qua lại thôi. Có cái trường hợp của tụi em á là thấy ông đó tự mộ lên có. Là cái ông đó ông thấy dưới đó mới ghê. Đây là cái tấm dáng phơm này, đây à, khi người ta lấy cốt lên người ta bỏ đây. Sau đây mình tới Nghĩa Trang đây mình thử tìm một số câu chuyện tâm linh. Được nghe nói là một cái có một cái cây rất là to luôn, mà rất nhiều người thấy những cái hiện tượng tâm linh xảy ra nơi đây. Thì mình thấy đi cũng nhiều rồi nhưng mà chưa khi nào mình tìm ra cái chỗ nào linh thiêng nhất nên nghe được với cái anh lúc đây kể là ở đây cái anh thấy khi anh chăm sóc mộ ở đây á, là có cái cây cổ thụ đó là có một người hiện lên từ ngôi mộ thì bò là từ dưới ngôi mộ lần lần lên cả nhà, mà tướng rất là to, mà nghe nói là nằm trên cái cây này nè. Lúc trước anh đó nói là cái cây này là hội tụ rất nhiều linh hồn của cái người đã khuất, nghe nói rất linh thiêng. Nên mình muốn tới để mình tìm hiểu cái cây đó như thế nào. Cây to nằm vị trí này. Tại nãy nghe cái anh quán trang kêu là anh kêu có một cây to lắm. Đâu cái cây á. Quay không? Anh có quay được cái cây đó không? Chưa quay, bây giờ lên tìm nè. Cái cây á Út. Đây có một cây to luôn kìa. Đó cái cây cây đó, đây con thấy nè. Anh đi ngang qua đây thấy nè. Công ơi. Làm YouTuber hả? Đến qua đó xíu nha. Cảm ơn nhiều. Thì mình cũng mới vừa hỏi chú với cái người em chăm sóc ở đây là được biết cái cây nó nằm phía bên đây. Thì mình muốn tìm qua thử là cái cây như thế nào mà nghe nhiều người ta cũng kể lắm. Ở đây mình thấy có ngôi mộ lạ. Phía trước có hai chú cháu. Phía trước thì cái sân rất là rộng mà được ngập nước rồi, chắc trời mưa cả nha. Đêm qua chắc là mưa rất là lớn. Và cái ngôi mộ đây mình thấy là được người ta trang trí khu mộ nhìn khá là lạ và rất là đẹp luôn. Khi bia mộ thì người ta phết cái màu sơn vàng lên, nhìn cái bia nó nổi hẳn lên luôn á. Để đặt cái chú voi nè. Bất kỳ là con sư tử. Trời bây giờ cũng sắp mưa rồi cả nhà. Trời âm u rồi, không có nắng. Ở phía trong đây thì vắng vẻ hơn, tại ít có ai vào. Chỉ có một tại trời gần mưa đó nên không có ai chăm sóc ở đây đó. Ồ, hình như mình mới thấy gì ta, chiếc lá hay cái gì bắt lấp ló ta. Ủa, dù cái cây nằm chỗ nào chưa? Cái đứa em nó chỉ ngang đây, cái cây cày rất là bự. Mà sao mình tới đây rồi mà cây phía đây ta. Chỗ nằm trên đỉnh mà sao mình đi hồi như bị lạc hay sao đó. Cái cây phía bên đây cả nhà. Kêu có hai cây mà một cây này bự nhưng mà còn cây nào đó? Cây này gọi là cây cày hả? Lạ quá. Thì trước mặt cả nhà đây là một cái cây nè, cái cây mà mình nghe mấy anh em chăm sóc mộ nói là khá là linh thiêng, là rất nhiều cái linh hồn tụ tập về đây, và cây này khá là lâu rồi.
có nhiều anh em chăm sóc đây tới mấy chục năm mà từ bé tới giờ luôn, nhưng mà cái cây này đã có trước rồi. Cây cày lần đầu tiên mình nghe cái tiếng là cây cày luôn, và nó có trái nữa nha, có trái gì chút chút nhiều lắm, cả đống luôn. Có nhiều người từng chứng kiến là khi chăm sóc ở đây là thấy một cái người bò bò từ dưới mộ lên luôn, và rất là to. Tự nhiên nói tới đây mà nổi da gà luôn á. Lần trước đi thì có người khác dắt lên cái chỗ và kể như là ông chú năm cọp năm gì á, năm hùm á, thì có kể, nhưng mà có dắt mình tới, nhưng mà lần này tới thì chỉ đi có một mình thôi. Ở phía trước cái cây thì có ngôi mộ, và đây là cái cây nè cả nhà. Cây này cũng khá là to luôn, mọc dày nhánh lên khá là to. Thì không biết thật hư cái cây này có giống như lời đồn của các anh em khác trong coi dưới mộ ở đây thấy hay không, nên mình mới tới đây để tìm hiểu xem như thế nào. Ở phía trên thì mình thấy có rất nhiều cái cây, cái lá gì mà nó mọc ra, nó giống như là sống tạm trên cái cây này cả nhà. Xung quanh đây là toàn bộ người Ho không nha. Và cái đây là cái gốc cây này, thì ở đây người ta cắm nhang, đèn cầy, rồi chai nước rồi nữa. Hôm nay tới đây quay chút xíu, có gì mạo phạm cũng xin các vị đây bỏ qua cho nha. Đây mọi người thấy không, đây là cái những chiếc đinh. Đấy, những chiếc đinh người ta đã đóng trên đây. Ở trên kia cũng có luôn nè, ở phía trên kia cũng có đinh luôn. Có một cái anh lần đầu tiên mình tới là kêu là thấy khoảng 4 giờ chiều, 4 giờ chiều là chăm sóc ở đây, đào đào ở đây nè, xong thấy phía trước, phía đầu góc bên đây thì có ngôi mộ, là từ thấy có người ta từ dưới mộ bò lên luôn. Và cái cây này cũng nghe nói là rất nhiều người tới đây ngủ và thấy nơi đây, những người mà nhậu nhẹt đó, thì không biết thực hư thế nào. Thì cây này cái hình thù cũng dáng nó quái quái cả nhà. Ở cái thân lên thì nó bình thường thôi, nhưng mà khi lên á, mọi người thấy những cái nhánh của nó nè, rất là kỳ quái luôn. Nếu nhìn á thì mọi người cứ nghĩ nó giống như cây bình thường thôi, nhưng ở ngoài nhìn những cái tàn cây nó rất là lạ, nó khác lắm. Ở đây nhiều người còn thờ cúng ở đây. Không biết ở đây còn cái cây nào ngoài cây này nữa hay không. Mình nghe nói là chỉ độc nhất một cây ở khu này, là linh nhất. Nhiều người tới đây buổi chiều là cũng kêu là rất là sợ, không ai dám tới buổi chiều đâu. Thì chỉ có những người mà chăm sóc mộ lâu năm ở đây, người ta quen rồi. Với là cũng có nhiều khi người ta thấy bóng dáng rồi cả nhà. Thấy bóng dáng thì có, chứ cũng không có ai thấy. Chỉ có một anh lúc nãy kể là thấy thực tại thôi. Cho con xin phép đi qua xíu nha. Nghe bóng là nghe tiếng kêu này nọ thì rất nhiều người thấy. Tại vì về câu chuyện tâm linh nó không phải là ai cũng thấy đâu cả nhà. Nó có người thấy người không, nên để quay sát thực tế thì rất là khó. Thì chú cũng là một trong những người chăm sóc khá là lâu, khi mình đi ngang và hỏi chuyện, nhưng mà cũng không phải ai cũng thấy đâu cả nhà nha. Cái chuyện tâm linh nó không phải là hiện hữu mọi lúc mọi nơi, lúc này lúc nọ, nên rất khó thể nào mà để chứng minh có thật hay không. Thì những video của mình nó quay đa phần là về những bộ cổ, nhà cổ, xong đó là mình kèm theo những cái video về tâm linh luôn, để cho
một cái gì đó giải trí về cái mặt tâm linh huyền bí cho cả nhà xem. Thì video của mình cũng xin kết thúc tại đây luôn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Rất mong cả nhà nếu mà thấy kênh mình hay thì đăng ký giúp mình, và để cho mình có động lực để làm những video nó hay hơn. Tại vì ít người coi quá cũng chán đi cả nhà.